Dạ, mình là Đạt Nguyễn, xin chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị em thân mến. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Đạt Nguyễn CNC. Lời đầu tiên chúc tất cả các bạn và tất cả các anh chị em lúc nào khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hôm nay cập nhật về cái tình hình của Mỹ có ủng hộ Ukraine tiếp tục hay không, hay là Ukraine sẽ bị bỏ rơi giống Việt Nam Cộng Hòa. Thì cái tình thế này chắc có lẽ là Ukraine sẽ bị bỏ rơi các bạn. Trên tờ báo Yahoo.com họ đã nói rằng cái bài này thì mình nói rồi, Putin nói là Ukraine chỉ có trụ được trong một tuần thôi nếu không có viện trợ của phương Tây. Và một cái bài Business Insider nói là một cái cũng là tờ báo Yahoo, Putin đang chuẩn bị chiến thắng ở Ukraine. Biden đang lo ngại là đảng Cộng Hòa ở Hạ viện không ủng hộ cho Ukraine. Đó, bạn thấy cái tình hình mà ở đất nước Mỹ này á, ông Tổng thống ông không có quyền các bạn. Khi mà nói tiền thì giờ quốc hội nó không ủng hộ thì ông Tổng thống cũng chịu mà thôi. Thì mình thấy có được một cái đoạn của ông Thiệu, ông nói đất nước của Việt Nam bị bỏ rơi từ lên tới một tỷ mấy mà nó xuống còn có vài chục triệu, vài trăm triệu à, cho nên là không có đánh được, mất hết 75% về cái chiến đấu, khả năng chiến đấu các bạn. Thì khi mà mình vô đây thì mình thấy chắc có lẽ cũng vậy. Ok, mình cùng nhau chia sẻ thử cái bài của Biden đang lo là quốc hội. Biden kêu gọi là đừng có đấm đá nữa. Hãy ngồi xuống và ủng hộ Ukraine. Có hay không? Ok. Rồi Putin đang lên chương trình sẽ chiến thắng. Thật sự là Mỹ sẽ thua. Chơi với Mỹ là thua các bạn. Ok. Biden, điều tôi làm tôi lo lắng. Biden đang lo lắng, lo ngại sự hỗn loạn của chính trị của Mỹ ở trong quốc hội ảnh hưởng đến viện trợ của Ukraine. Joe Biden hôm thứ Tư thừa nhận ông lo ngại bất ổn chính trị ở Washington có thể đe dọa viện trợ của Mỹ cho Ukraine, đồng thời kêu gọi đảng Cộng Hòa ngừng đấu đá nội bộ và quay lại hỗ trợ cực kỳ quan trọng cho Kiev. Biden nói thêm rằng ông sẽ sớm có bài phát biểu quan trọng về sự cần thiết phải hỗ trợ cuộc chiến cho Ukraine chống lại cuộc xâm lăng của Nga sau khi hỗn loạn ở Washington khiến các đồng minh của Mỹ lo ngại. Điều đó làm tôi lo lắng, Biden nói với các phóng viên khi được hỏi liệu việc lật đổ Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy bởi những người theo đường lối cứng rắn trong cái đảng chính trị của ông có làm cho mất thêm cái nguồn tài trợ và nỗ lực của Ukraine hay không. Nhưng tôi biết có đa số thành viên của Hạ viện và Thượng viện, cả hai đảng đều ủng hộ viện trợ cho Ukraine. Thì đa số, nhưng mà chỉ cần 2-3 phiếu là không được rồi các bạn ha. Bây giờ 50-50 mà chỉ còn 2 phiếu không chịu là chỉ là thua rồi. Bây giờ 49-50 đó. Một thỏa thuận cuối cùng của tại quốc hội nhằm tránh cái việc chính phủ Mỹ đóng cửa vào cuối tuần đã không có nguồn tài trợ mới cho Ukraine. Và hy vọng về một cái giải pháp nhanh chóng càng trở nên phức tạp hơn sau sự ra đi là mất chức, chứ không phải ra đi về bên kia thế giới, của Kevin McCarthy. Các ứng cử viên thay thế ông có nhiều cái quan điểm khác nhau, nhưng trong số đó là ông Jim Jordan, đảng viên của đảng Cộng Hòa cực hữu, người đặc biệt hoài nghi về cái việc tài trợ cho Ukraine. Chỉ cần một lá phiếu thôi là nó không hỗ trợ được rồi các bạn, mà đây là phải vài lá phiếu ít nhất. Thời điểm này rất quan trọng, với cảnh báo của Tòa Bạch Ốc rằng viện trợ có thể cạn kiệt vài tháng nữa khi Ukraine đang cố gắng đẩy mạnh cuộc tấn công chậm chạp chống lại Nga trước khi mùa đông đấy. Bây giờ đang lấy được từng bước một,
Nhưng mùa đông nếu không có đồ chơi là thất thế của Ukraine. Và đến khi mà mùa đông tới 2 tháng nữa thôi các bạn, thì hết tiền luôn, đúng ngay cái thời điểm đó, chết cha rồi. Mình coi những cái người ủng hộ Ukraine, những người ủng hộ Biden, Biden sẽ làm cho Putin tơi tái, te tua, tù tị. Nhưng đúng các bạn, nhưng bây giờ ông ta không làm được, tại vì tiền là quốc hội nắm và quốc hội là đảng Cộng hòa. Biden chỉ cho ra rằng một cách khác để chúng tôi có tìm được một cái nguồn tài trợ mà không cần cái sự chấp thuận của quốc hội. Đi gọi là lách luật nè, đi qua một cái hướng khác. Nhưng mà nếu mà tìm một cách khác á, thì cái số tiền đó, đó nó cũng có giới hạn à, nó không bao giờ mà lên tới tỷ tỷ được hết á. Nhưng sẽ không cung cấp thêm thông tin Biden tìm cách nào. Đúng. Thì bạn thấy là Biden đòi xóa nợ cho sinh viên 10.000 tới 20.000, lên tới con số rất khủng là tỷ đô la. Và không được, cuối cùng ông ta cũng tìm cách nọ cách kia để ông ta xóa các bạn, thì cái đó là lách luật. Nhưng nó không có hoàn hết được á. Tòa Bạch Ốc cho biết thêm, Joe Biden sẽ có một cuộc họp ngắn về cái Ukraine từ đội ngũ an ninh quốc gia của ông vào hôm thứ Năm. Cuộc họp đầu tiên sự góp mặt của sĩ quan quân đội hàng đầu mới của Hoa Kỳ, đó là ông tướng Rao thay thế cho ông đại tướng Mark Milley. Giữ cam kết của chúng ta, theo Tòa Bạch Ốc, bình luận của Tổng thống phản ánh sự thay đổi giọng điệu, vì Biden đã nói với các đồng minh trong các cuộc họp hôm thứ Ba rằng tự tin nhận được viện trợ mới thông qua của quốc hội. Tổng thống Mỹ cho biết giờ đây ông sẽ chứng minh tầm quan trọng của cái việc mà giúp đỡ Ukraine khi nước này chống lại cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào tháng 2 2022. Tôi sẽ sớm công bố cái bài phát biểu quan trọng mà tôi sắp thực hiện về vấn đề này và lý do tại sao việc chúng tôi tuân thủ cam kết của mình lại cực kỳ quan trọng đối với Hoa Kỳ và các đồng minh. Biden từ chối cho biết khi nào ông sẽ phát biểu. Nga nói rằng những cái câu hỏi về tương lai viện trợ của Mỹ phản ánh sự mệt mỏi ngày càng tăng cường ở bên Ukraine, phương Tây cho Ukraine. Nhưng Tòa Bạch Ốc khẳng định không có rạn nước nào bên trong liên minh của Biden nói chuyện với các lãnh đạo đồng minh chủ chốt của ông. Khi mà nói là chúng tôi không có rạn nước gì hết á. Nhưng mà đó đúng các bạn, đó là ở đất nước Mỹ này. Thư ký Tòa Bạch Ốc, không ai trong số họ nói rằng họ lo ngại. Họ cũng có những cái vấn đề chính trị trong cái nước riêng mà họ phải giải quyết. Thủ tướng Đức, một trong những người đã nói chuyện với Biden hôm thứ Tư cho biết ông tin tưởng việc Mỹ sẽ tiếp tục viện trợ cho Ukraine. Cho đến nay, Hoa Kỳ, nước ủng hộ lớn nhất cho Kiev, cam kết hỗ trợ quân sự hơn 43 tỷ đô la. Trong khi quốc hội đã phê duyệt tổng cái số viện trợ lên tới 113 tỷ đô la, bao gồm viện trợ nhân đạo. Người phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia là ông John Kirby cho biết nếu viện trợ mới không được phê duyệt, nguồn tài trợ có thể cạn kiệt trong vài tháng. Trong một tuyên bố hôm thứ Tư, quân đội Mỹ cho biết họ đã cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine hơn 1 triệu viên đạn. Tuy nhiên, thư ký Tòa Bạch Ốc sẽ không kết nối điều này với những cái lo ngại viện trợ tương lai. Thì bây giờ, liệu Biden có thể duy trì viện trợ cho Ukraine trong bối cảnh đảng Cộng hòa hỗn loạn hay không? Trên cái tờ báo NBC News. Ok các bạn, bây giờ mình nói về cái sự suy nghĩ của Putin. Putin đang rất là vui. Thì nếu mà không có viện trợ, Zelensky sẽ trong vòng một tuần không trụ nổi với Putin đâu. Thì bạn thấy cái tình hình này á, mình đã thấy rõ hồi xưa, thấy không? 50 năm về trước thì mình không có thông tin, cho nên nói Mỹ bỏ rơi Việt Nam. Thì đúng là Mỹ bỏ rơi Việt Nam các bạn, và đến bây giờ là Mỹ bỏ rơi Ukraine. Tại vì cái đảng đối lập nó không muốn. Đành phải chịu thôi à. Nó nói vậy đó, nếu mà nó cùng đảng á, thì nó cùng tiếng nói, mà nó nghịch đảng là nó khác tiếng nói. Và nghịch đảng mà đi đến tiếng nói chung á, nó rất là khó.
Tuy nhiên sẽ không bỏ rơi hẳn Ukraine, nhưng mà sẽ không viện trợ đầy đủ cho Ukraine. Viện trợ như thế mà Ukraine còn than, thì nếu mà cắt giảm từ tỷ đến xuống triệu thì Ukraine làm sao mà chống các bạn. Kế hoạch giành chiến thắng trong cái cuộc chiến ở Ukraine của Putin đã bắt đầu trở thành hiện thực. Tin buồn cho Ukraine. Ok, cái kế hoạch mà chiến thắng dành cho Putin đã nằm trong tay Putin thành hiện thực rồi các bạn. Trên tờ báo Business Insider, mình cùng nhau chia sẻ những cái đánh giá của các bài báo lớn. Mấy bài báo này là bài báo lớn của Mỹ các bạn. Mà mấy bài báo này nói ra thường là mình phải tin. Thí dụ như là Bloomberg nè, Reuters nè, Business Insider nè, hết vẫn nhiều nhiều lắm những cái bài báo lớn. Khi cánh hữu của đảng Cộng hòa khiến quốc hội rơi vào cái tình trạng hỗn loạn vì phản đối cam kết thêm tiền cho Ukraine, Điện Kremlin đã giành được chiến thắng. Peskov, người phát ngôn viên của Điện Kremlin, cho biết tình trạng hỗn loạn là dấu hiệu của những điều sắp xảy ra, rằng sự ủng hộ của phương Tây dành cho Ukraine bắt đầu sụp đổ. Các nhà phân tích từ lâu đã suy luận rằng đây là phần quan trọng và kế hoạch của Tổng thống Putin tiếp tục tham gia cuộc chiến lâu đến mức phương Tây phải cảm thấy mệt mỏi trong cái việc viện trợ cho Ukraine. Peskov, sự mệt mỏi của cuộc xung đột này, mệt mỏi vì tài trợ hoàn toàn vô lý của chế độ Kiev, okay, sẽ gia tăng nhiều cái quốc gia khác nhau bao gồm cả Mỹ. Tranh chấp tại Quốc hội Mỹ tập trung vào cái gói viện trợ hàng tỷ đô la mới cho Ukraine. Gói viện trợ mới nhất trong cái loạt gói mà tiền mặt vũ khí khổng lồ đã được chứng minh là quan trọng đối với Ukraine trong cái cuộc chiến chống lại quân xâm lược của Nga. Phe cực hữu theo chủ nghĩa biệt lập của đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã phản đối gói này, thậm chí còn cáo buộc Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy phải sa thải về vấn đề này. Ngũ giác đài cho biết họ vẫn còn hàng tỷ đô la viện trợ đã được phê duyệt trước đó, nhưng đến một lúc nào đó thì cái số đó cũng phải cạn kiệt mà thôi. Trong khi đó, Mỹ không có phải là quốc gia duy nhất tỏ ra mệt mỏi với Ukraine. Tuần trước, một đảng cực hữu đã giành chiến thắng trong cái cuộc bầu cử ở Slovakia. Sau khi thực hiện cam kết chấm dứt hỗ trợ cho Ukraine, quốc gia có chung đường biên giới trên cái đất liền. Ở Đức, đảng cực hữu, sự thay thế cho nước Đức và các nhà lãnh đạo từ lâu đã nuôi dưỡng mối quan hệ với Nga và phản đối viện trợ cho Ukraine đang tăng mạnh trong các cuộc thăm dò. Slovakia, Đức cũng vậy. Ngay cả khi sự hỗ trợ của châu Âu được giữ vững, tờ Wall Street Journal tuần này đưa tin các đồng minh châu Âu của Ukraine sẽ phải vật lộn để bù đắp bất kỳ sự thiếu hụt nào do viện trợ của Mỹ đang cạn kiệt. Một số tin tức trong cái tuần này đưa ra nhiều biến thể về một cái chủ đề duy nhất. Các đồng minh phương Tây nói rằng họ đưa ra hầu hết những gì họ chuẩn bị đưa ra. Sự đặt cược của Putin. Các nhà phân tích cho rằng Putin từ lâu đã đặt cược rằng sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine sẽ suy yếu khi giá nhiên liệu cao và lạm phát do chiến tranh tiếp tục và làm giảm ngân sách của hộ gia đình. Cái này mình nói rồi các bạn, mà đó là Putin nói. Mỹ sẽ thua, tại vì đó, lạm phát nè, những người gia đình nè, khổ. Nào. Bộ Quốc phòng của Nga là Shoigu đã dự đoán rằng cuộc xung đột có thể kéo dài đến năm 2025, một năm sau bầu cử Tổng thống Mỹ. Nga dường như đã cam kết lâu dài. Các quan chức tình báo Mỹ được tờ New York Times trích dẫn trong cái tuần này cho biết Putin đang cố gắng hết sức để khuếch đại cái tình cảnh mà chống Ukraine chuẩn bị chiến dịch
thông tin sai lệch chiến dịch nhằm vào Mỹ. Khi mà ở bên đó bắt đầu nó tuyên truyền, một cựu giám đốc đơn vị phân tích của Nga CIA nói với tờ báo Insider, Putin đang đánh cược rằng Ukraine thiếu nguồn lực và sự hỗ trợ để giành chiến thắng trong cái cuộc chiến tiêu hao sinh lực với Nga. Ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy ông ấy đúng. Ukraine không đạt được mục tiêu tổng quân, nền kinh tế đang suy thoái dưới sự nặng nề của chiến tranh. Và sự nhiệt tình của Mỹ và châu Âu trong cái việc duy trì mức viện trợ cho Ukraine đang bị suy giảm, Putin nói. Nếu quốc hội rơi vào cái tình trạng hỗn loạn toàn diện, viện trợ cũng có thể đột ngột sụp đổ. Đó là cái tin xấu đối với Ukraine và cũng là cái triển vọng rất tốt cho bất kỳ cái cuộc đàm phán chiến tranh nào. Putin đã mô tả một cái bài báo ở trong nước. Ông nói thêm, sự miễn cưỡng của Mỹ và châu Âu có thể hỗ trợ lẫn nhau, từ đó làm xói mòn tinh thần ở Ukraine và khiến việc hỗ trợ của cuộc chiến của nước này càng trở nên khó khăn hơn. Sự kết hợp có thể tạo ra một cái điểm bùng phát mà tại đó sự ủng hộ của phương Tây dành cho Ukraine dần dần bị xói mòn và dẫn đến sự suy giảm hoặc sụp đổ đột ngột. Các nhà phân tích khác tin rằng vòng chiến thắng của Điện Kremlin có thể còn quá sớm. Một cuộc thăm dò mới của Hội đồng và các vấn đề toàn cầu chỉ ra rằng hầu hết người Mỹ, khoảng 6 trên 10, vẫn ủng hộ viện trợ cho Ukraine, mặc dù sự ủng hộ của đảng Cộng Hòa đang giảm dần. Tổ chức nghiên cứu của Mỹ hồi tháng 6 nhận thấy sự ủng hộ của người dân dành cho Ukraine ở EU vẫn giữ dù có giảm. Các nhà nghiên cứu của các tổ chức này cho biết sự ủng hộ dành cho Ukraine vẫn mạnh mẽ, cho thấy công chúng hiểu đầy đủ về những cái động tác rộng lớn hơn đối với an ninh châu Âu và kế hoạch của cuộc chiến. Nhưng nó lưu ý rằng trong bối cảnh địa chính trị đầy biến động và khó lường của các nhà lãnh đạo phương Tây phải đối mặt với những thách thức khó khăn trong cái việc duy trì hỗ trợ cho Ukraine. Thì bạn thấy ở đất nước Mỹ này hiện tại cái gói hỗ trợ sẽ không còn. Và cho dù ông tổng thống ông có kêu gọi cỡ nào mà họ nói, họ không, đã nói Kevin McCarthy, chủ tịch quốc hội đã thương thuyết, đã chấp nhận, cho nên mới là mất chức. Cho nên cái vụ mà đưa một cái người cứng rắn lên rồi không bao giờ có chuyện mà để cho có Ukraine, hoặc có các bạn, hoặc có thì nó sẽ xuống, nó tuột xuống còn có rất là ít. Việt Nam Cộng Hòa cũng vậy. 50 năm trước không có thông tin, mình không biết. Nhưng mà khi mà qua tới Mỹ rồi, học lịch sử Mỹ, học cái cách điều hành của Mỹ, mình nói Việt Nam Cộng Hòa đã bị bỏ rơi. Tại vì có những cái con người trong quốc hội nó chống lại cái cuộc chiến Việt Nam. Nó y như hiện tại các bạn, nó không có khác gì hết. Mỹ không có thua, nhưng mà Mỹ không muốn. Bây giờ quốc hội Mỹ nó muốn thì nó đi đâu chơi, nó đánh tiếp. Nhưng mà nói cuộc chiến của Việt Nam đi, cái sai lầm là đưa lính Mỹ vô để cho những cái người lính Mỹ họ nằm xuống. Đó, bạn học lịch sử Mỹ thì sẽ thấy mới đầu thì nói cái chuyện đó để cho họ lo. Cái chuyện của Ukraine cũng có thể là như thế các bạn. Chúng tôi sẽ không đưa những cái chàng trai trẻ của chúng tôi vào những cái nước châu Á đó đâu. Nhưng cuối cùng họ đã đưa quân vô. Và lính Mỹ đã nằm xuống. Và một cái sự rất là bức xúc của người dân, của các thượng nghị sĩ, những cái nhà lập pháp, đó là Joe Biden, đó là Hillary Clinton, đó là John Kerry, đó là Bill Clinton, đó là nhiều người khác các bạn. Họ chống lại. Và người dân Mỹ này, mắc mớ là tới mình. Đâu có chuyện Việt Nam mắc mớ là tới mình. Đó là sự thật đó các bạn. Mà nó hiện hữu bây giờ mình mới thấy rõ nè. Qua Mỹ học đi thấy biết à. Không giúp nữa dẹp.
Cho dù ông tổng thống đó ổng có muốn thì ổng muốn, ổng không muốn thì ổng rút rồi. Còn ổng có muốn như Joe Biden hiện tại thì Joe Biden đã phản đối cái cuộc chiến của Việt Nam, thì bây giờ các nhà lập pháp họ phản đối cuộc chiến của Ukraine. Bây giờ ông ta có lách luật cỡ nào thì ông ta cũng có tìm tiền thì cũng có giới hạn mà thôi các bạn. Mình không có nói đúng nói sai gì hiện tại hết á, mà mình ai cũng muốn Ukraine chiến thắng. Nhưng mà cái hiện tại thì nó là như vậy. Biden lấy tiền đâu để đưa cho Ukraine? Quốc hội nó không đưa. Kevin McCarthy bị rớt chức tại vì rất là yếu đuối, mà đưa một ông khác lên thì phải cứng rắn lắm, và cứng rắn là Ukraine tiêu. Khi mà Mỹ nó không giúp nữa thì đồng minh đó, bạn thấy gì? Slovakia, Đức bây giờ nó cũng đang nó xìu xìu, mà Mỹ nó đứng đầu nó không đưa thì chỉ có từ bỏ súng đầu hàng thôi nhé. Cái này đâu phải chuyện của Mỹ, đại khái nó là vậy các bạn. Rồi cái hậu của cái đó đó, nó bị cái gì thì tính sao chứ giờ không biết. Giờ không biết, giờ hỏi có ủng hộ, mình có ủng hộ, đương nhiên phải ủng hộ Ukraine. Nhưng mà giờ đó, ở Mỹ mà cái số đông nó không ủng hộ thì thua. Bây giờ đó là đảng Cộng Hòa họ đang nắm quyền mà, họ ra có mấy ghế nhưng mà họ đang nắm quyền. Chỉ cần hai cái lá phiếu, một lá phiếu ở trên thượng viện thôi là cũng là không giúp cho Ukraine rồi. Chứ không phải là bây giờ là 49 người mà 47 người giúp mà hai người không giúp thì Ukraine cũng chẳng có tiền các bạn. Nhưng mà cái tình hình này là một cái tình hình mệt mỏi nha. Dân Mỹ nó đang không có tiền các bạn, khổ. Ukraine nói sorry Ukraine, I am so sorry Ukraine, we love Ukraine but we love my pocket. We love cái túi tiền của tôi chứ. Tôi yêu Ukraine lắm nhưng mà tôi yêu túi tiền của tôi. Đó là dân Mỹ nó vậy á. Đó là những gì mình muốn chia sẻ các bạn. Giờ xin tạm dừng video đây. Xin chúc cô chú anh chị em lúc nào khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và hẹn gặp lại sau. Xin chào tạm biệt. Bye bye.